Mới đây, Thanh tra Chính phủ vừa báo cáo tổng hợp đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021. Báo cáo này dựa trên cơ sở, điểm từ chấm và tài liệu minh chứng cho thấy điểm trung bình công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh trong năm đạt 62,12 điểm trên thang điểm 100. Trong đó, điểm xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng, cơ cấu 20 điểm, thực hiện biện pháp phòng ngừa tham nhũng 30 điểm, phát hiện và xử lý tham nhũng 40 điểm, thu hoại tài sản tham nhũng 10 điểm. Theo thanh tra chính phủ so với năm 2020, trong năm 2021, điểm phòng chống tham nhũng giảm, một số địa phương vẫn tiếp tục duy trì kết quả khá tốt như Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, trong khi một số địa phương khác không giữ được kết quả khả quan, đạt điểm thấp hơn nhiều như Hà Tĩnh, Bình Định, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng. Đáng chú ý, có những địa phương chưa có dấu hiệu nỗ lực cải thiện kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng như Bạc Liêu, Yên Bái, Bến Tre, Đắk Lắk. Cũng trong năm 2021, kết quả chung của công tác phát hiện và xử lý tham nhũng đạt 18,7 trên 40 điểm, tương đương đạt 46,9% yêu cầu, thấp hơn so với năm 2020 là 52,9%. Trên là điểm giữa địa phương cao điểm nhất là Quảng Ninh 28,1 điểm và thấp nhất là Lai Châu chỉ 5 điểm. Sự chênh lệch này được cơ quan thanh tra đánh giá là tương đối lớn. Qua đó cho thấy việc xử lý hành vi tham nhũng có kết quả khả quan hơn khi đạt mức 57,3% việc kiến nghị để thu hồi tiền tài sản qua phát hiện các hành vi tham nhũng đã kết quả tốt nhất 92,3% có tới 53 trên 63 địa phương đạt điểm tối đa, chỉ có một số ít địa phương có kết quả thấp. Với kết quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng năm 2021 đạt trung bình 6 trên 10 điểm tương đương 60,3% yêu cầu. So với tình hình thực tiễn của cả nước, thanh tra chính phủ cho rằng đây cũng là một kết quả khả quan khi có tới 19 địa phương đạt trên 80% yêu cầu. Từ những đánh giá nêu trên, thanh tra chính phủ kết luận năm 2021 công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh có một số nội dung đạt được kết quả khả quan nhưng nhìn chung chưa cải thiện. Thanh tra chính phủ đề nghị các tỉnh, thành phố cả nước phải bám sát, kết hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh triển khai các nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng nói chung để mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống tham nhũng.